những lời khẳng định chắc nịch. Nếu như đi theo đó thì làm giàu là một cái việc gần như là vì mục đích cao cả. Muốn có một cuộc sống thành công thật sự thì hãy giúp cho nhiều người thành công hơn. Tạo nên sức hút không thể chối từ. Rất là hấp dẫn đối với tất cả những người mà đang có nhu cầu làm giàu. Chúng em bị hút và rất là mạnh. Thưa quý vị, sức hút mà quý vị vừa thấy nó được mang tới từ những khóa học làm giàu. Một chủ đề mà sau khi phát sóng thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những sự quan tâm của khán giả trong thời gian vừa qua. Vâng, làm giàu chỉ có hai từ đó thôi cũng đủ để đưa người ta đến với vô số những ước vọng và tò mò. Ước vọng về một cuộc sống hoàn mỹ và tò mò rằng làm sao để có thể với tới được cuộc sống hoàn mỹ đó. Những khóa học làm giàu theo như những lời quảng cáo sẽ giải quyết được phần tò mò này, bởi tất cả sẽ được công thức hóa và gửi đến người nghe chỉ trong vỏn vẹn có vài giờ đồng hồ mà thôi. Bạn có muốn tạo thu nhập ít nhất 10.000 đô la Mỹ một tháng? Kỹ năng chạm vào đâu cũng ra tiền. Một bí mật kinh hoàng giúp bất cứ ai thu nhập từ 5.000 đến 10.000 đô la Mỹ sẽ chỉ tồn tại trong 3 giờ duy nhất. Liên tục chiến đấu vì cái khát vọng của đời mình, sống một cuộc đời trọn vẹn, sống một cuộc đời thành công, sống một cuộc đời ngoại hạng. Vâng, những lời quảng cáo không chỉ hấp dẫn mà phải nói rằng là nó đã đi thẳng đến trái tim của người nghe khi mà nó đánh trúng vào ước mơ, vào khát khao của rất rất nhiều người. Đó chính là sự giàu có. Có những diễn giả giảng dạy thì tự xưng là mình rất giàu, có khi còn sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ, rồi thu nhập hàng tháng của họ thì lên tới hàng tỷ đồng. Nếu được tận mắt chứng kiến một con người thành đạt đến vậy bằng xương bằng thịt và con người đó lại còn sẵn sàng nhiệt tình chia sẻ bí quyết với chúng ta thì quả là chẳng còn gì có thể so sánh được. Vượt nghìn km ra thủ đô, có người còn bế cả con nhỏ theo cùng. Tất cả chỉ mong muốn học để lĩnh hội công thức làm giàu tuyệt đỉnh. Anh ở tỉnh nào ạ? Anh ở Hà Tĩnh. Anh ở Hà Tĩnh, mà hôm nay ra đây chỉ để học của cô thôi ạ. Quan trọng nhất là mở đầu và kết thúc một cách trọn vẹn. Tức là mình phải cam kết là làm đến cùng. Và bao nhiêu bạn đã mong muốn rằng hôm nay sẽ gặt hái được những kiến thức nhiều nhất trong ngày hôm nay? Tôi. Quyết tâm làm giàu đã lên cao. Vì vậy bỏ ra hàng chục triệu đồng cho khóa học chỉ vòn vẹn trong 2 ngày mà không hề đắn đo. Khi hầu bao được mở, người truyền bí kíp cũng bắt đầu tuôn lời vàng ngọc. Buổi chiều hôm nay nó là buổi chiều chất lượng nhất trong tất cả các buổi chiều trong đời này. Và các bạn sẽ từ đây các bạn sẽ có được kỹ năng để giao tiếp, kỹ năng đi đàm phán, kỹ năng để mình trở thành một những cao thủ xuất sắc là dẫn đầu trong cái lĩnh vực các bạn làm. Nuốt từng lời và cẩn thận ghi chép từng chữ, bởi diễn giả là người học cao, hiểu rộng. Tôi học của Đông Nam Trăm qua nhiều hình thức. Tôi phải mất đi nửa tỷ đô để đi học. Tôi không thương tiếc khi đầu tư vào giá trị bản thân. Với kiến thức tự huyễn hoặc, những diễn giả tự phong bắt đầu tung chiêu dụ dỗ học viên vào những khóa học tiếp theo. Nó là một khóa học các bạn không thể đo bằng tiền, nhưng chúng ta vẫn định giá nó 22.980.000 đồng. Khóa học trước học phí như này nguyên khối luôn, không giảm một xu. Bởi vì các bạn biết là tôi rất là nổi tiếng, họ đăng ký trước khi họ đến đây rồi, hiểu không ạ? Và họ chỉ đến đây để năn nỉ để được đăng ký thôi. Tôi muốn được nhìn thấy các cánh tay của bạn quyết tâm như nào. Giơ tay nào, giơ tay hết lên nào, cho tôi nhìn thấy ạ. Vô cùng tuyệt vời, cả lớp cho tôi một tràng vỗ tay thật lớn. Chạy xong nhanh lên đây ơi. Và cứ thế, các học viên tranh nhau để có được suất học đầu tiên. Vâng, bỏ ra 22.980.000 đồng cho một khóa học. Đắt rẻ sẽ còn tùy từng người. Thế nhưng nếu so với cam kết là sẽ thành công và trở nên giàu có sau khóa học đó, thì có vẻ như đây là một món hời. Tất nhiên không thể nào có một món hời dễ dàng như vậy. Quý vị thử hình dung mà xem, mình sẽ có thể chi tối đa là bao nhiêu tiền để đổi lấy một tương lai sáng lạn như là lời cam kết của các diễn giả. Khóa thuê cho thuê có giá là 12.980.000 đồng. Và khóa bất động sản không đồng là 16.980.000. Khóa chứng khoán cơ bản là 22.980.000. Ngoài ra thì là có khóa Bitcoin và tiền tệ là 6.980.000. Ngoài ra có cái khóa gọi là khóa tìm kiếm sức mạnh bản thân ấy, nên là 69.980.000. Cái khóa cuối cùng là cái khóa gọi là 1% mỗi ngày, khi mà đóng tiền học cho cô và chơi cùng với cô thì sẽ được lợi 1% mỗi ngày. Tổng số tiền sẽ là 108.980.000. Em
cứ tưởng là đến cái khóa đấy là tất cả mọi thứ đều là ổn thỏa rồi. Cô lại mời gọi là cái khóa này các bạn sẽ sử dụng ngôn từ sức mạnh. Rồi cái giá là 200 triệu. Em đóng tổng số tiền là 279 triệu 980 nghìn. Vâng, từ 22 triệu 980 ngàn đồng, bây giờ con số đã là 300 triệu đồng cho một khóa học. Một số tiền không hề nhỏ, nhưng nếu vẫn tin vào thành công ở phía cuối con đường, phía cuối của khóa học đó, thì có vẻ như các học viên vẫn cảm thấy rằng đây là một món hời rất lớn. Thế nhưng hãy nhớ rằng, làm giàu chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Chúng ta có cần phải đặt ra một dấu hỏi cho sự hời quá lớn này hay không? Bạn hình dung tương lai mình sau khóa học làm giàu sẽ như thế nào? Đương nhiên là rất thành công và rất giàu có rồi. Tỉnh dậy đi. Mọi ảo mộng đã tan tành. Khi giàu đâu chưa thấy, chỉ nợ là tăng. Cô ta cam kết là học 20-30 triệu hay là khoảng 200 triệu là chắc chắn sẽ lấy lại được tiền, chắc chắn sẽ thắng. Không thắng thì cô ta sẽ bù lại được tiền. Thế là cô ta cam kết bằng cái gì? Cô ta cam kết bằng cái vẻ ngoài, bằng chỉ là bằng lời nói thôi. Mình phải bỏ ra nhiều đi học tiếp mình vẫn thấy không lấy tiền đâu. Đấy mọi người càng thấy như kiểu bị khô máu mới tỉnh ra. Khi thức tỉnh thì đơn xin học đã thay bằng đơn tố cáo. Chỉ tính riêng 18 người mà tiền học phí lên tới gần 4 tỷ đồng. Tất cả đã thành con nợ. Và nay, khi nhiều người không muốn tiếp tục lĩnh hội công thức làm giàu tuyệt đỉnh và muốn phơi bày sự thật ra ánh sáng, thì cô giáo đã cất công đến tận nhà học viên để khuyên mãi thêm cho bài học cuối cùng. Cô không bao giờ cô xui người khác làm điều xấu. Đi học thì thui người khác là đi về, bây giờ bất chấp và bán xe. Mày đừng có nói não. Sao mày ngu vậy? Mày mở mồm mày nói thì tao ngu vậy. Thế bây giờ mày có tiền thì mày mua, không có tiền thì mày thôi. Mà mày đi vay đấy là việc của của mày. Biết bán là vừa của tao. Tao bắt mày mua đâu, tao ép mày mua đâu. Mày bỏ tao được. Suốt đời mày nhớ cái câu này, công nhận dạy mày một câu cuối cùng suốt đời này. Khi đã quyết định bất kỳ một điều gì đã bỏ ra tiền ra mua ấy, là xác định tiền thuộc về người khác. Mà cô thu cả trăm tỷ đâu, có phải là thu từng đấy đâu. Mà cô không dọa đâu. Là cô đã cho mọi người ra tấp nhà mày đấy. Không đánh ai đánh bố mày luôn. Nó có biết gì đâu, đúng không? Là chứ mày biết đau như thế nào. Mà không làm cái gì được cơ. Vâng, đã không còn là cô trò với những lời hứa hẹn ngọt ngào như khi các diễn giả làm giàu đứng trên các sân khấu. Các học viên đã nhận được một bài học thực sự đắt giá. Nó đắt hơn cả mức học phí mà họ đã phải bỏ ra. Ước mong thành công và giàu có không có gì là sai cả. Và chúng tôi cũng không phê phán mong ước đó. Chỉ hy vọng rằng là chương trình này sẽ mang đến một lời cảnh tỉnh đối với những ai vẫn đang ôm giấc mộng làm giàu viển vông chỉ bằng cái gọi là công thức để làm giàu. Nhưng quý vị cũng đừng vội trách những nạn nhân, vì rất có thể chính quý vị cũng sẽ rơi vào cái bẫy gọi là bẫy tâm lý khi tham gia những khóa học này. Hoàn chỉ còn đóng học phí bên dưới. Và những người hành động hôm nay, đăng ký hôm nay sẽ được một tặng một khóa học bán hàng đỉnh cao Hoàng Kim Dung. Không bao giờ các bạn có ở đâu hết. Những cái âm thanh, ví dụ như sự tung hô, cái âm nhạc hay là cái sự hoạt náo, nó thôi thúc cái hành vi của chúng ta là phải thực hiện ngay. Và cộng với những hiệu ứng đám đông là rất nhiều người, mà trong đó có cả những người cài cắm của ban tổ chức, để làm cho chúng ta nhanh chóng ra quyết định mà không có tính toán, không cân nhắc. Chương trình hôm nay tôi chọn các 10 người với một mức phí học phí thấp nhất. Và các bạn không đăng ký thì sẽ không một quyền đăng ký nữa. Đến lúc đấy cô bảo cô chỉ chốt 10 suất thôi. Thì mọi người cảm thấy nếu như thế thì mình phải nộp ngay, không thể là lỡ cơ hội. Trong lớp học cô luôn khuấy động, không cho học viên nghỉ. Nhảy nhót, hát hò rồi làm những cái mà làm cho con người ta cảm thấy vui và phấn khích. Ở trong khóa học với 2 ngày thì hầu như là những người chưa có kinh nghiệm sẽ bị thôi miên. Gọi là bị thôi miên ấy. Chính xác là cái từ bị thôi miên. Mỗi một cá nhân người ta bị cuốn theo, người ta đánh mất luôn cái ý thức của mình, đánh mất luôn cái nhận thức của mình. Và người ta cảm thấy rất là sung sướng. Và khi người ta có một cái tinh thần hưng phấn như vậy thì nó rất dễ ra các quyết định. Và quyết định đó thì thường là không chính xác. Em đã đặt lòng tin vào nhầm người. Tỉnh ngộ. Cũng là lúc cô bé này tiếp tục công việc thường ngày với mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng. Và em cũng hiểu rằng nếu tích cóp toàn bộ số lương trong vòng 5 năm nữa thì em mới có thể trả hết khoản nợ nhỡ vay để học làm giàu. Bây giờ em muốn làm giàu bằng cái sức của mình chứ không phải đi học các khóa học kia nữa. Sau tất cả thì tôi nhận ra là không có cái công thức nào để làm giàu hết. Ai cũng đã có được bài học dành cho mình. Còn bạn? Những người này không giúp bạn làm giàu, mà chính bạn đang giúp họ làm giàu.
Vâng, nếu ai đó vẫn còn hoài nghi về những lời cảnh báo của chúng tôi thì vẫn còn thêm một minh chứng nữa. Đó là mới đầu năm nay thì Phạm Thanh Hải, người tự xưng là tiến sĩ dạy làm giàu và mở trang mạng họclamgiau.vn đã phải nhận mức án tù chung thân vì hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới là 2.700 tỷ đồng. Phần nhiều trong số tiền đó đương nhiên là đến từ các học viên của lớp học làm giàu. Vâng, vẫn phải nhắc lại, giàu thì ai chẳng muốn, thế nhưng cũng giống như đi học phổ thông vậy. Ta muốn vào lớp 2 thì phải có nền tảng là lớp 1 và sẽ còn phải học tiếp lớp 3, lớp 4 đến lớp 12. Sẽ không có diễn giả nào, sẽ chẳng có một cuốn sách nào ngay lập tức biến ta trở thành người giàu có được cả. Đó là điều chắc chắn.